hội thứ 11, phần bố thí ba la mật đa tôi nghe như vậy một thùa đức bạc giả phạm cùng đông đủ một nghìn hai trăm đại bí xô trú tại vườn cấp cô độc rừng thệ đa nước thất la việt bấy giờ thế tôn hỏi ngài xá lợi tử các bậc đại bồ tát tu hành bố thí ba la mật đa trải qua thời gian bao lâu mới được viên mãn ngài xá lợi tử thưa phật bạch thế tôn phật là căn bản của chánh pháp vô thượng Đức Phật là người dẫn đường, là chỗ nương tựa. Xin nguyện Thế Tôn tuyên thuyết khai thị cho chúng tỳ kheo được nghe và thọ trì theo. Được Thế Tôn ba lần khuyên bảo xá lợi tử, ông nên nói rõ pháp bố thí ba la mật đa cho các đại Bồ Tát. Được Phật ân cần khuyên bảo ba lần, nên theo thần lực của Phật, cụ thọ xá lợi tử đem pháp bố thí ba la mật đa, trao truyền dạy bảo cho các đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì nên duyên vào trí nhất thiết trí dùng đại bi làm đầu để tu hành bố thí ba la mật đa. Nếu Bồ Tát nào duyên vào trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu tu hành bố thí ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát ấy có thể nhiếp thọ trí nhất thiết trí mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này các Đại Bồ Tát, thả thực hành bố thí với tâm vô ký hoặc là không thực hành bố thí, chứ hoàn toàn không hồi hướng cho bậc nhị thừa. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát nên sợ địa vị thanh văn và độc giác. Bây giờ Ngài Mãn từ từ hỏi cụ thọ xá lợi tử. Do nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát sợ địa vị thanh văn và độc giác? Xá lợi tử đáp, không nên cho rằng các đại Bồ Tát cùng với trí nhất thiết đồng đẳng với nhị thừa, thế nên tôi sợ hãi. Ngài Mãn từ từ lại hỏi cụ thọ xá lợi tử các đại bồ tát và các thanh văn thực hành bố thí sai khác thế nào xá lợi tử đáp thanh văn thực hành bố thí để hồi hướng đến quả vị niết Bản, a la hán còn bồ tát thực hành bố thí để hồi hướng về bồ đề trí nhất thiết trí đó là sự sai khác lại nữa này mãn từ từ tí như có hai người cùng thực hành bố thí một một người duyên vào ngôi vua mà cầu quả thủ thắng người ấy khi thực hành bố thí nghĩ như vậy mong sao do việc làm này mà ta được lên ngôi quốc vương thống lãnh tám phương đều được tự tại như lời nguyện về sau người này được làm vua cai trị thế gian tự tại an lạc người còn lại duyên vào địa vị cận thần mà cầu quả thù thắng người ấy khi thực hành bố thí nghĩ như vậy mong rằng ta nhờ việc này mà làm quan đại thần được nhà vua yêu chuộng giao cho sứ mệnh sai sự người dưới quyền vua muốn gì đều có thể làm vừa ý do ước nguyện này nên người ấy không làm vua Tuy hai người này đều thực hành bố thí nhưng theo sự mong cầu mà kết quả có sự hơn kém. Bồ Tát Thanh Văn thực hành bố thí cũng như vậy, nghĩa là khi thực hành bố thí, các Bồ Tát lấy tâm đại bi làm đầu nhưng vào trí nhất thiết trí đem sự tu hành của mình cùng các hữu tình đồng hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ Đà, do đề do đây đắc trí nhất thiết trí còn chúng thanh văn khi thực hành bố thí thì duyên vào quả thanh văn mong cầu giải thoát cho mình không cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bồ tát và thanh văn tuy cùng thực hành bố thí nhưng tùy theo ý nguyện mà đạt được kết quả hơn kém một bên bố thí mà đắc trí nhất thiết trí một bên bố thí mà đạt được quả thanh văn đó là sự sai khác lại nữa này mãn từ tử, thí như có người tu hành bố thí cầu được làm trường giả hoặc làm cư sĩ lại có người thu hành bố thí nguyện làm tôi tớ cho trường giả cư sĩ. Do đây nên biết Bồ Tát Thanh Văn thực hành bố thí ý nguyện có hơn kém cũng như vậy. Mãn từ từ khen ngợi xả lợi từ. Lời thí dụ của tôn giả thật là hiếm có, khéo léo chỉ rõ hai sự sai khác của việc bố thí. Tôi cũng sẽ nói đến hai thí dụ của sự bố thí. Ví như có người đem trăm ngàn châu báu đến nhà người giàu có nổi tiếng và nói, Tôi đem những vật báu này dâng ngài, cú xin ngài hãy nhận tôi làm kẻ tôi tớ thân thuộc, tất cả mọi việc tôi đều hoàn tất. Các chúng thanh văn thực hành bố thí cũng như vậy, chỉ xin làm đệ tử thân cận của Như Lai, Bồ Tát thì không phải vậy, đó là sự sai khác. Lại nữa này giá lợi từ, giả như có người con gái từ bỏ sự khoái lạc ở cung vua, lén đem theo trăm ngàn châu báu đến nhà trường già, hoặc nhà chủ buôn mà nói, này tôi xin dâng ông những châu báu này, xin ông thương nhận tôi làm vợ, trọn đời nguyện xin phục vụ không làm trái ý. Như vậy thanh văn tu hành bố thí chỉ muốn cầu làm đệ tử như lai, Bồ Tát thì không phải vậy, đó là sự sai khác. Giá lợi tử khen ngợi mãn từ từ, ngài thật khéo léo biện thuyết về hai thí dụ bố thí thật hiếm có thay, nghĩa là các thanh văn không có phương tiện thiện xảo nên thực hành bố thí chỉ đạt được quả thanh văn, còn các bậc Bồ Tát có phương tiện thiện xảo nên khi thực hành bố thí giúp đỡ tất cả hữu tình đắc được trí nhất thiết này mãn từ từ đại bồ tát nào muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì ngay trong tất cả hạnh Trước tiên phải thực hành bố thí và nghĩ như vậy, sự nghiệp bố thí của ta hôm nay xin ban bố cho chúng sanh khắp trong thế giới mười phương giúp cho họ vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Nguyện cho những người chưa phát tâm vô thượng bồ đề thì mau chóng phát tâm, những người đã phát tâm vô thượng bồ đề thì mãi mãi không thối lui. Những ai không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì giúp cho họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát tư duy ngoại cảnh nhưng chẳng liền nội tâm, giữ gìn các căn lành làm cho nó dần dần tăng trưởng. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ nhiếp thọ căn lành gìn giữ không để thối lui. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc đến gần trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ đắc trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc căn lành đều viên mãn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi đạo cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai lại nữa, này mãn từ từ, các đại Bồ Tát tu hành bố thí suy nghĩ, mong sao cho tất cả hữu tình đều nhận được những vật thực thức ăn, nước uống vân vân của ta bố thí. Những hữu tình nào đã nhận được vật thực thức ăn, nước uống vân vân của ta bố thí, tùy theo sự cần dùng nhiều ít rồi thì phần còn lại bố thí cho các hữu tình khác. Các hữu tình này lại cũng được xem mình cần dùng bao nhiêu, còn dư lại đem cho các hữu tình khác nữa. Như vậy lần lượt tất cả các hữu tình đều nhận được phẩm của ta bố thí, do nhân duyên bố thí này ta sẽ nhiếp thọ căn lành không có ngần mé, ta lại bố thí vô lượng căn lành này cho các hữu tình khắp cả mười phương khiến làm cho tất cả đều giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ nhanh chóng phát tâm. Người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp cho họ mãi mãi không thối lui. Nếu người nào đã không thối lui quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề thì làm cho họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ nhiếp thọ căn lành, lần lượt làm cho tăng trưởng. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc nhiếp thọ tất cả ba la mật đa. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ nhất thoại tất cả ba la mật đa các vị bồ tát này từng lúc từng lúc tiến gần đến trí nhất thiết trí nên biết các bồ tát này đã phương tiện thiện xảo tuy bố thí một ít vật dụng nhưng đạt được căn lành bố thí vô lượng vì sao? Bản tử tử vì do tâm và cảnh bố thí không phân giới hạn hồi hướng chứng đắc trí nhất thiết. Lại nữa, này mãn từ từ, các đại Bồ Tát tu hành bố thí, thường phát khởi tâm như vậy, ta bố thí căn lành chẳng cần nhận lấy quả báo nào khác, chỉ cầu chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận vị lai. Như vậy, chỉ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mới gọi là bố thí ba la mật đa, làm cho tất cả ba la mật đa đều được viên mãn. Nếu không có tâm duyên vào trí nhất thiết, hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì dù thực hành bố thí nhưng chẳng phải là bố thí ba la mật đa cũng không thể làm cho sự tu tập ba la mật đa khác được đầy đủ trọn vẹn cũng không thể đắc trí nhất thiết trí này mãn từ từ dù các đại bồ tát bố thí ít nhưng nếu hay hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì nên biết đại bồ tát ấy đã bố thí số lượng rất lớn nhất định sẽ chứng được trí nhất thiết các đại Bồ Tát dù bố thí nhiều nhưng nếu chẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên biết đại Bồ Tát này bố thí với số lượng rất ít không thể chứng đắc trí nhất thiết. Này mãn từ từ nếu đại Bồ Tát tu hành bố thí mà không phát khởi tâm hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không duyên vào trí nhất thiết trí thì đại Bồ Tát này dù có thực hành bố thí nhưng chẳng phải là bố thí ba la mật đa chỉ có thể nhận lấy sanh tử chứ không đắc được trí nhất thiết. Nếu đại Bồ Tát tu hành hành bố thí hay phát khởi tâm hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng duyên vào trí nhất thiết trí thì sự thực hành bố thí của đại bồ tát như vậy mới gọi là bố thí ba la mật đa không nhận sanh tử mà đắc được trí nhất thiết lại nữa, này mãn từ từ, đại Bồ Tát nào thực hành bố thí mà không chấp trước, thì dù có hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà cũng không chấp trước, dù có duyên vào trí nhất thiết trí cũng không chấp trước, đây là bậc đại Bồ Tát vận dụng phương tiện thiện xảo tu hành bố thí ba la mật đa mau chóng được viên mãn cũng làm cho tất cả ba la mật đa rốt giáo viên mãn mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đem lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai mãn tử tử hỏi xá lợi tử thưa tôn giả tôi giả nói được giáo pháp quan trọng này là nhờ tài hùng biện hay do nương vào thần lực của Phật Xá lợi tử đáp, tôi nương vào thần lực của Phật mà nói được pháp yếu, chứ chẳng phải do tài biện pháp của tôi. Xá lợi tử lại nói với cụ thọ mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình trong vô lượng, vô số vô biên thế giới khắp mười phương, vì muốn chứng quả A-la-hán nên đã trải qua hàng hà ra số đại kiếp, bố thí tài vật cho vô lượng vô số phạm phu, hoặc cúng dường cho vô lượng vô số thanh văn, hoặc cho vô lượng vô số độc giác, thì những hữu tình này được vô lượng vô số phước đức không thể nghĩ bàn có hết đại bồ tát duyên vào sự bố thí này nghĩ ta rất tùy hỷ với phước đức mà những hữu tình kia có được đại bồ tát này tùy hỷ đem những căn lành có được do thực hành việc phước nghiệp bố thí cho những hữu tình trong mười phương mong cho những hữu tình ấy vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp họ nhanh chóng phát tâm. Người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì khiến cho họ vĩnh viễn không thối lui. Nếu người nào không thối lui quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề thì khiến họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này nhờ sự tùy hỷ hồi hướng căn lành này mà trí nhất thiết trí mau được viên mãn bậc đại bồ tát có tâm tùy hỷ hồi hướng căn lành đối với phước đức bố thí của các hữu tình trước thì được phước đức thủ thắng gấp trăm lần ngàn lần, lần cho đến vô số lần tâm tùy hỷ hồi hướng của bồ tát này siêu vượt hơn hẳn việc phước đức hành bố thí của các hữu tình trên thế gian đây gọi là bồ tát khéo dùng phương tiện thiện, thiện xảo mặc dù dụng công ít nhưng phước đức thì vô lượng nảy mãn từ tử giả sử tất cả hữu tình trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương trụ trong hoàng hà ra số đại kiếp thường cúng dường vô lượng vô biên phẩm vật cho chư phật và bí sô tăng nhờ duyên này những hữu tình kia đạt được vô lượng phước đức đại bồ tát nào duyên vào phước đức trên thâm tâm tùy hỷ và nghĩ các loài hữu tình trong thế giới mười phương hay cung kính cúng dường ruộng phước đức chân tỉnh, thâm tâm không biết mỏi mệt rồi khét ngợi lành thay, lành thay, ta rất tùy hỷ với phước đức này. Thì vị Đại Bồ Tát này phát sanh phước đức là do tâm tùy hỷ đối với tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, cúng dường Đức Phật và Tăng thì công đức của Bồ Tát gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần. Như vậy tâm tùy hỷ của Bồ Tát siêu vượt hơn phước đức hành bố thí của thế gian như ánh sáng của lửa, thuốc súng và châu báu trong bốn châu. Dù có thể chiếu sáng nhưng tất cả đều bị mờ khuất dưới ánh sáng của mặt trăng. Như vậy phước đức thực hành bố thí của hữu tình trong mười phương dù vô lượng vô biên nhưng cũng bị can lành do tâm tùy hỷ của Bồ Tát làm lu mờ. Tí như ánh sáng ở trong bốn châu đều bị ánh sáng mặt trời che khuất. Như vậy, phước đức thực hành bố thí của các hữu tình trong mười phương đều bị can lành tùy hỷ của Bồ Tát lấn áp. Này mãn từ tử, tử, như trăm ngàn ngọc, ca già mạt ni, một loại thủy tinh, để chung một nơi dù có phát ra ánh sáng đủ màu. Nhưng khi đem một viên ngọc bóng lưu ly li đặt trên đống báu kia, thì tất cả màu sắc, ánh sáng của ngọc ca giả mạt ni đều bị lưu mờ. Như vậy, các hữu tình trong mười phương dù trụ vô lượng hàng hạ xa số kiếp thường dùng những loại âm nhạc vi diệu bố thí cho hữu tình hay cúng dường Phật và Tăng. Nhưng so với phước đức của một vị Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ, thì công đức của Bồ Tát hơn hẳn phước đức của hữu tình ấy gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Lại nữa, này mãn từ từ, như khi trăm ngàn con ngựa thường thế gian tập trung lại một nơi, rồi dẫn ngựa bóng của chuyển luân vương vào trong đám ngựa ấy, thì nó sẽ làm oai lực của đám ngựa kia mất cả. Như vậy, các loài hữu tình trong mười phương, dù trụ vô lượng hàng hà ra số kiếp tu hành bố thí, tích tập căn lành, nhưng so với một vị Bồ Tát khởi tâm sâu xa tùy hỷ, thì công đức của Bồ Tát so với thiện căn kia gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần như vậy tâm tùy hỷ của bồ tát che khuất tóm thâu phước nghiệp việc bố thí của các loài hữu tình trên thế gian thế nên muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bồ tát phải thường tùy hỷ sâu sắc đối với công đức của các hữu tình đã tạo lại nữa nề mãn từ từ các đại bồ tát nên đem việc phước nghiệp tương ứng với tâm tùy hỷ bố thí cho tất cả hữu tình trong thế giới khắp mười phương và nguyện cho tất cả hữu tình trong mười phương ấy đều vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trong đường ác. Đối với những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ nhanh chóng phát tâm. Người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp cho họ mãi mãi không thối lui. Đối với những người không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ xả các căn lành bố thí hiến cho các loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc càng thân cận trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ không chấp

các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc thường đem các căn lành hồi hướng bố thí lại cho các hữu tình, nguyện cho họ xa lìa đường khổ, được an vui mãi mãi. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ xả bỏ căn lành của mình, bố thí cho các loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc dù không tu tập tư lương Bồ Đà, nhưng hay gần ý trí nhất thiết chí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ chẳng chấp vào căn lành của mình có được và bố thí cho tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, nguyện cho họ đều xa lìa khổ đau và an vui vĩnh viễn. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc căn lành tăng trưởng, thân cận với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ không chấp căn lành của mình có được. Các vị Bồ Tát này từng lúc từng lúc thâu nhận vô lượng căn lành thù thắng. Vì sao? Này mãn từ từ, vì các đại Bồ Tát này không phân chia tâm cảnh, chỉ hồi hướng chứng đắc trí nhất thiết mà thôi. Như vậy, Bồ Tát đem tâm tùy hỷ tương ứng với phương tiện thiện xảo. tùy đem tâm tùy hỷ để dẫn các thiện căn bố thí lại cho hữu tình, nhưng hoàn toàn không chấp trước vào căn lành và hữu tình dù nguyện cho hữu tình đều thoát khỏi đường ác và nỗi khổ sanh tử, nhưng hoàn toàn không vướng mắc vào đường ác và nỗi khổ sanh tử. Dù nguyện cứu độ các loài hữu tình khiến cho họ phát tâm vô thượng tránh đẳng bồ đề, nhưng hoàn toàn không vướng mắc vào việc phát tâm tuy nguyện giáo hóa các loài hữu tình khiến họ vĩnh viễn không thối truyền quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà nhưng hoàn toàn không chấp trước vào địa vị này tuy nguyện giúp đỡ các loài hữu tình mau chóng viên mãn bồ tát hạnh sớm chứng đắc trí nhất thiết trí nhưng không chấp trước vào địa vị này tuy nguyện tự thân chứng đắc trí nhất thiết trí nhưng cũng không chấp trước vào trí này bồ tát không có tà kiến chấp trước nên biết đây là phương tiện thiện xào như vậy bồ tát tâm tùy hỷ cùng với hồi hướng đều là năng lực phương tiện thiện xảo khéo hộ trì các chúng đại bồ tát khác làm cho họ nhận được lợi ích an lạc thủ thắng và tự nhiếp thọ trí nhất thiết trí mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa này mãn tự tử, tử giả sử tất cả hữu tình trong thế giới mười phương trụ hàng hà gia số đại kiếp thường đem các đồ thượng diệu dâng cúng cho chư phật và bí Xô tăng thì công đức cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tu tập các việc phước nghiệp không bằng công đức một vị bồ tát dâng một bát cơm cúng phật và tăng phước của bồ tát hơn trăm lần ngàn lần cho đến gấp vô số lần vì sao? Vì Bồ Tát này không thấy người bố thí, người nhận bố thí và vật bố thí, mặc dù Bồ Tát quán thấy bàn tánh các pháp đều không, nhưng khi thực hành bố thí, thường không xa lìa hồi hướng phát nguyện. Nghĩa là Bồ Tát đem phước bố thí này cùng các hiếu tình hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nguyện đồng chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì thế, khi Bồ Tát thực hành bố thí thì được phước đức gấp trăm lần lần cho đến các vô số lần phước đức hành bố thí của các hữu tình, nhờ vậy bồ tát nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đem lợi ích an vui cho tất cả các loài hữu tình. Lại nữa, nề mãn từ từ khi tu hành bố thí, các đại bồ tát phải phát khởi tâm nguyện, ta xả bỏ những tài vật này. Nếu được các căn lành thù thắng nào đều ban bố cho các loài hữu tình khắp mười phương và nguyện cho những ai đang ở địa ngục mau thoát khỏi địa ngục, ai đọa vào bảng xanh thì mau thoát khỏi bảng xanh, kẻ đọa trong loài ngạ quỷ thì chóng ra biển ngạ quỷ, trong loài trời người mà có buồn khổ, nguyện cho các buồn khổ của họ đều được chấm dứt. Những vị chán ghét sanh tử chóng ra khỏi ba cõi vô lượng vô biên các loài hữu tình ở mười phương. Người nào chưa phát tâm vô thượng bồ đề thì làm cho họ mau phát tâm. Người nào đã phát tâm vô thượng bồ đề thì khiến cho họ mãi mãi không thối lui nào không còn thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì làm cho họ nhanh chóng viên mãn trí nhất thiết trí các vị bồ tát này từng giờ từng giờ xả bỏ các căn lành bố thí cho loài hữu tình các vị bồ tát này từng lúc từng lúc nhiếp thọ bố thí ba la mật đa các vị bồ tát này từng giờ từng giờ nhiếp thọ bố thí ba la mật đa các vị bồ tát này từng lúc từng lúc tăng trưởng tất cả ba la mật đa các vị bồ tát này từng giờ từng giờ tăng trưởng tất cả ba la mật đa các vị bồ tát này từng lúc từng lúc gìn giữ vô lượng căn lành thủ thắng các vị bồ tát này từng giờ từng giờ gìn giữ vô lượng căn lành thủ thắng các vị bồ tát này từng lúc từng lúc dần dần thân cận trí nhất thiết trí như vậy, Bồ Tát khéo dùng phương tiện thiện xảo, đi dụng công ít nhưng được phước đức rất nhiều. Thế nên, muốn chứng quả vị vô thượng tránh đồng Bồ Đề, Bồ Tát phải thường xuyên năng tu tập phương tiện thiện xảo. Lại nữa, này mãn từ từ, các vị Bồ Tát này từng giờ từng giờ không chấp trước các căn lành của mình có được. Các Bồ Tát này từng lúc từng lúc giữ nhận vô lượng vô biên căn lành. Vì sao? Vì các Bồ Tát muốn giúp cho vô lượng vô biên hữu tình, đều mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát có thể xả bỏ các căn lành của người khác, hay hồi hướng xả bỏ bố thí cho vô lượng vô biên hữu tình khác vốn là căn lành của bản thân mà không thể xả bỏ sao? Bồ Tát vẫn xả bỏ căn lành có được, vốn nữa là những tài vật khác mà không xả bỏ được sao? Như vậy Bồ Tát có thể xả bỏ những thứ có hình sắc và không hình sắc, hay xả bỏ căn lành thù thắng của mình và của người, cho đến xả bỏ trí nhất thiết trí, bố thí cho các loài hữu tình giúp cho họ cùng chứng đắc như vậy Bồ Tát giống lên tiếng sư tử, ta hoàn toàn không có sự thấy. Đối với các pháp, ta hoàn toàn không có sự thấy. Đối với những thứ có hình sắc, không hình sắc, các vật bên ngoài, bên trong, tuy ta không thấy nhưng đều có thể xả bỏ. Như vậy Bồ Tát nghĩ ta hoàn toàn không thấy Pháp, không thấy vật nhưng không xả bỏ việc bố thí cho các loài hữu tình. Như vậy Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề, dùng trí nhất thiết trí đã chứng đắc xét đoán, quan sát thế gian giống lên tiếng sư tử. Ta hoàn toàn không có sự thấy đối với các Pháp, ta cũng không có sự thấy đối với những thứ có hình sắc, không hình sắc, các vật bên ngoài, bên trong cũng không thấy, tuy không thấy nhưng ta có thể xả bỏ, nghĩa là không thấy có pháp có vật, nhưng không hay bố thí cho các hữu tình. Như vậy, Bồ Tát thường nhớ nghĩ khi ta chứng đắc vô thượng giác Đối với tất cả Pháp, ta hoàn toàn không có sự thấy. Tuy không có sự thấy, nhưng ta đều hiện chứng và biết khắp tất cả Pháp. Do Bồ Tát hay xả bỏ tất cả, nên khi chứng đắc vô thượng giác, Bồ Tát có thể xả bỏ rốt ráo tất cả Pháp. Do xả bỏ rốt ráo tất cả Pháp, nên Bồ Tát đều hiện chứng và biết rõ tất cả Pháp. Hiện thể Pháp tánh của Pháp xả bỏ tất cả. Như vậy như vậy hoàn toàn không thấy các pháp hiện thể pháp tánh của Pháp cũng hoàn toàn không có sự thấy như vậy Bồ Tát đều hiện chứng đều biết khắp tất cả các pháp. Như vậy Bồ Tát đối với bên ngoài hay bên trong, tất cả đều xả bỏ pháp bên ngoài bên trong, đều có thể xả bỏ hoàn toàn nên không còn sự thấy, do không có sự thấy các pháp nên khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì hoàn toàn hiện chứng, hoàn toàn biết rõ khắp các pháp và có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Lại nữa, này mãn từ tử, tử, chúng Bồ Tát nên học bố thí ba la mật đa thanh tịnh như vậy. Bồ Tát não có khả năng học cách bố thí ba la mật đa thanh tịnh như vậy, thì mới gọi là chân tịnh Bồ Tát thường không xa đỉa tâm trí nhất thiết. Khi nào Bồ Tát thường không ra đỉa tâm trí nhất thiết, thì khi đó Bồ Tát không bị ác ma làm hại. Huống nữa là loài dược xoa, tất xá giả, quỷ ăn thịt, vân vân làm sao hại được. Nếu không có hữu tình nào tìm chỗ sơ hở của Bồ Tát này thì chắc chắn không có có điều đó. Vì sao? Vì nếu ở địa phương nào có Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, luôn tư duy về trí nhất thiết trí, không chút nào rời bỏ, thì người và chẳng phải người phi nhân ở địa phương đó không thể tìm chỗ sơ hở của Bồ Tát. Vì sao? Mãn từ tử, vì nếu thường tư duy trí nhất thiết trí là tác ý không thể nghĩ bàn, rộng lớn sâu xa hiếm có trong đời. Trí nhất thiết trí không thể nghĩ bàn, rộng lớn sâu xa khó đo lường. Lại nữa, này mãn từ từ, nếu các Bồ Tát hay học hạnh của Đại Bồ Đề như vậy thì có ân đức lớn với các hữu tình và có khả năng nuôi dưỡng dạy dỗ tất cả hữu tình. Nghĩa là Bồ Tát hay giúp các loài hữu tình trong thế gian không bị tai nạn, bỏ điều ác, tu tập điều lành. Do nhân duyên này nên các chúng Bồ Tát an trụ nơi quả vị Bồ Tát thường hay làm lợi ích an vui cho tất cả phàm phu, thanh văn và độc giác. Khi các Bồ Tát chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, cũng đã có ơn đức lớn với các hữu tình kéo nuôi dưỡng dạy dỗ tất cả hữu tình nghĩa là hay giảng tránh pháp giúp cho hữu tình rất hết phiền não nhờ vậy nên vô lượng vô biên hữu tình đều đắc nết bạc được an vui rốt ráo vì thế, khi sắp chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, Bồ Tát đối với phàm phu thanh văn độc giác là tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn, là tôn quý, là mầu nhiệm, là vi diệu không thể nghĩ được, là trên hết, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Sau khi nhập Niết Bàn, Bồ Tát cũng có ân đức lớn đối với các loại hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình, nghĩa là đối với tháp của Như Lai hay cúng dường cung kính tôn trọng loại khen, dường cúng các thứ vòng hoa thượng diệu, những thứ hương xa hương bột, y phục, chuỗi ngọc, cờ bóng, lọng, lụa, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân. Do nhân duyên này, các loài hữu tình đã gieo trồng vô lượng can lành thù thắng, hoặc nghe giáo pháp niết bàn cốt yếu của như lai siêng năng tu học chứng đắc niết bàn đối với tháp của như lai hữu tình nào dâng cúng một chút hương một cành hoa thì phật sẽ thọ ký cho hữu tình đó đều được xa lìa sự dục rốt ráo được niết bàn như vậy Bồ Tát ở nơi địa vị Bồ Tát có ân đức lớn đối với các hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Khi chứng tắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cũng có ân đức lớn đối với các hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Sau khi vào Niết Bàn, Bồ Tát cũng có ân đức lớn đối với các hữu tình, khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Vì các Bồ Tát thường có ân đức lớn đối với các loài hữu tình, cho nên khéo dưỡng dục tất cả hữu tình là bậc tôn quý nhất, giỏi nhất, ngoài chư Phật ra không ai có thể sánh bằng. Lại nữa, nềm hãn từ từ, nếu các Bồ Tát thành tựu được công đức thủ thắng như thế, thì những vị ấy thường hay làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Thí như vàng dòng có thể đem lại lợi ích cho hữu tình, nghĩa là khi chưa được luyện hoặc đã luyện rồi, khi chưa được làm thành vật trang sức hoặc khi đã được làm thành vật trang sức, khi chưa thay đổi hoặc đã thay đổi thì vàng vẫn có thể đem lại lợi ích cho tất cả hữu tình. Như vậy, Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề trụ địa vị Bồ Tát hay làm lợi ích lớn cho hữu tình. Khi chứng tác quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Sau khi vào Niết Bàn cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Lại nữa, này mãn từ từ như mặt trời mặt trăng xoay quanh bốn châu làm lợi ích lớn cho các hữu tình nghĩa là tất cả hữu tình trong bốn châu nhờ có ánh sáng của mặt trời mặt trăng chiếu ra mà có thể làm được mọi việc giúp hữu tình biết rõ sự khác nhau ban ngày ban đêm nửa tháng đầy tháng mùa năm vân vân các thứ hoa quả lúa mạ cỏ cây cũng nhờ ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà được sanh trưởng chín tới để nuôi sống hữu tình như vậy bồ tát tu hạnh bồ đề trụ địa vị bồ tát làm lợi ích lớn cho các hữu tình khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng làm lợi ích cho hữu tình sau khi vào niết bàn cũng làm lợi ích cho hữu tình này mãn từ từ, các chúng Bồ Tát thành tựu công đức rộng lớn như thế, thường làm lợi ích lớn cho hiếu tình. Tí như người chủ buôn có nhiều của cải châu báu, có thể giúp cho trăm ngàn bạn bè thương gia quyến thuộc, đều được đầy đủ các dụng cụ sinh sống cho đến khi người chủ buôn chết. Mọi người nhờ những của cải quý báu này mà đời sống đầy đủ an vui. Như vậy, Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Đề trụ địa vị Bồ Tát thường hay làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình, Huống nữa là khi đắc được Bồ Đề và sau khi vào niết bàn được oai lực lớn chẳng lẽ không thể mang lại đấy an vui cho các đệ tử sao lại nữa nề mãn từ từ như vậy bồ tát thường làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nghĩa là khi ở địa vị bồ tát hoặc khi thành chánh giác hay lúc vào niết bàn bồ tát chưa từng tạm bỏ việc làm lợi ích lớn cho các hữu tình như có bậc thiện sĩ đầy đủ tướng của bậc thiện sĩ có thể tìm an vui cho mình và cũng có thể đem lại an vui cho các hữu tình khác kéo giữ gìn của cải kéo phân chia nên gọi là thiện sĩ như vậy bồ tát khéo thâu giữ của cải công đức quý báu ngày nơi quả vị bồ tát có thể làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình kỵ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đảng bồ Đề cũng khéo làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình sau khi vào niết bàn cũng khéo làm lợi ích cho vô lượng hữu tình nghĩa là sau khi vào niết bàn đem năng lực công đức làm lợi lạc cho các đệ tử này mãn từ từ như vậy khi ở địa vị bồ tát hoặc khi đắc được bồ đề hoặc sau khi nếp bàn bồ tát thường hay làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình không ngừng nghỉ phút giây nào giống như thiện sĩ kia đầy đủ tướng thiện sĩ, thiện sĩ có khả năng làm cho mình và người đều được an lạc, xa lìa những việc không như ý. Các chúng Bồ Tát cũng là như vậy, có thể giúp cho mình và người thường được an lạc, xa lìa mọi nghiệp ác phiền não, không đọa vào đường ác luân hồi sanh tử, được vào niết bàn an vui rốt ráo hoặc thành tránh giác làm lợi ích cho tất cả. Này mãn từ từ như con dòng sát đến lợi quán đành vương, lên nhận ngôi vua, khi làm vua hoặc lúc làm thái tử, đều đem an lạc cho tất cả sa môn phạm trí và hữu tình khác, hoặc sau khi băng hà, cũng có thể làm cho đất nước và nhân dân an lạc không ai khổ đau, nghĩa là do oai lực công đức của nhà vua mà đất nước giàu có thái bình, không có giặc giã, oán thù, vân vân. Như vậy Bồ Tát trụ địa vị Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Đề, Bồ Tát có thể đem an lạc cho tất cả hữu tình. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát cũng đem an lạc cho tất cả hữu tình. Sau khi vào Niết Bàn, Bồ Tát cũng đem an lạc cho tất cả hữu tình. Nghĩa là sau khi Bồ Tát Niết Bàn có vô số hữu tình cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen tháp, nên được vô lượng phước đức, lắng nghe chánh pháp, thọ trì đọc tụng, tư duy đúng lý vì người diễn nói chánh pháp cũng được vô biên công đức thủ thắng sau khi Đức Phật Thế Tôn Niết Bàn các loài hữu tình nào, nghĩ nhớ đến giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai, thì nhờ nhân duyên này các loài hữu tình ấy sẽ không đạo vào đường ác, được sanh trong cõi trời người, thường thọ hưởng khoái lạc, hoặc chứng đắc Niết Bàn tam thừa có thể làm cho mình và người được rốt giáo an lạc. Trong đời hiện tại, người chồng phải người vân vân không thể gây hại cho hữu tình này, các sự sợ hãi không thể quấy phá, bức bách họ được vì sao mãn từ từ vì công đức niệm Phật có thể diệt trừ sự sợ hãi của người chẳng phải người trên thế gian. Khi ấy Đức Phật khen ngợi xá lợi tử, lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, nếu là hữu tình nào hay nhớ nghĩ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai, thì loài hữu tình này có thể diệt trừ được sự sợ hãi của người chẳng phải người vân vân ở thế gian. Xá lợi tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn thật là hiếm có, Như Lai đã thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh như vậy. Thế Tôn dạy xá lợi tử, này xá lợi tử nên biết bồ tát cũng có thể thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh như vậy xá lợi tử thưa bạch thế tôn sự thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh của bồ tát là những gì phật dạy sự thành tiểu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh của Bồ Tát là phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ đề không thối chuyển. Vì sao ngày giá lợi tử vì pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh nhất là các pháp tánh như lai tánh, tự nhiên giác tánh và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề tánh. Các Bồ Tát nào phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ đề không thối chuyển thì nhất định sẽ thành tiểu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh bấy giờ xá lợi tử nói với cụ thọ mãn từ từ Các chúng Bồ Tát nên phát tâm Những hữu tình nào đến chỗ ta cầu xin những vật dụng của cải để sinh sống Thì ta sẽ phát khỏi tâm bố thí mãnh liệt Không nên khỏi tâm không cho vật dụng để sinh sống Giả sử ngay khi ấy không có vật dụng của cải, ta quyết sẽ dùng phương cách để bố thí, chứ không phát khởi tâm như vậy. Bây giờ ta không có của cải vật dụng, không cần tìm phương cách bố thí. Nếu hữu tình nào bố thí cho người ấy, ta sẽ tùy hỷ theo. Nếu họ không muốn bố thí, thì ta sẽ dùng mọi phương tiện dạy dỗ họ, giúp cho người mong cầu đều được mãn nguyện. Như vậy Bồ Tát hoặc bố thí của cải vật dụng cho hữu tình, hoặc hầu thầy khi thầy bệnh đau, nếu có chút ít phước nghiệp nào đều ban cho hữu tình và cùng hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và muốn làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai khiến cho tất cả thoát khỏi đường ác danh tử đau khổ giúp tất cả vào niết bàn hoặc đạt được trí nhất thiết hữu tình nào tự thực hành bố thí tu tập các phước nghiệp pháp thì Bồ Tát khuyên họ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy Bồ Tát đạt được phước nước nhiều hơn phước nghiệp bố thí của hữu tình khác gấp trăm lần, ngàn lần cho đến gấp vô số lần. Vì sao? Vì Bồ Tát khuyên phát tâm hồi hướng thì có thể giúp mình và loài hữu tình đều chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này mãn tử tử, các chúng Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa trước hết phải tu tập phương tiện thiện xảo tùy theo phương tiện thiện xảo tu tập được mà tu hành bố thí tùy theo phước nghiệp tu hành bố thí đều đem hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và nguyện cầu cho các hữu tình đều cùng chứng đắc trí nhất thiết trí như vậy bồ tát khéo tu tập dùng phương tiện thiện xảo có thể giúp mình và người đều được lợi ích thủ thắng nếu các Bồ Tát tu hành bố thí không tu tập phương tiện thiện xảo trước, thì giả sử có trải qua hàng hà ra số kiếp, tu hành bố thí cũng không thể phát tâm, cùng với hữu tình hồi hướng đến Bồ Đề, không thể nhiếp thọ tu tập bố thí ba la mật đa, không thể chứng đắc được trí nhất thiết trí như đã mong cầu. Lại nữa, nề mãn từ từ, giả sử có nhiều hữu tình cầm bình bát to lớn bằng ba ngàn đại thiên thế giới, đến cho Bồ Tát và nói, chúng tôi cần xin đầy bình bát này mong người gấp gấp ban cho bồ tát không khởi tâm khác với hữu tình ấy chỉ khởi tâm nhất quyết bố thí cho hữu tình ấy nghĩa là hoàn toàn không khởi tâm sân hận cho rằng hữu tình khinh thường xúc phạm mình cũng không khởi tâm không bố thí nghĩa là nghĩ làm sao ta có thể cho người kia nhiều phẩm vật được cũng không khởi tâm không có của cải nghĩa là nghĩ ta làm sao có thể cho đầy đủ vật báu đầy bát lớn đến bao ngàn đại thiên thế giới của hữu tình kia Bồ Tát chỉ nên nghĩ, bây giờ vì hữu tình này ta phải tu tập thần thông thủ thắng, tu tập các phương tiện để gom góp nhiều của cải quý báu chắc chắn làm cho người mong cầu kia thỏa mãn ý muốn. Khi đó Bồ Tát tinh tấn vượt bậc, siêng năng gia hạnh cầu thần thông thủ thắng, muốn tích góp của cải quý báu để bố thí cho hữu tình đang cầu xin. Bồ Tát nhiếp thọ tinh tấn ba la mật đa, đắc được thần thông tích góp được nhiều của cải quý báu. Bồ Tát bố thí cho người cầu xin được mãn nguyện. Bồ Tát nhiếp thọ bố thí ba la mật đa như vậy gọi là các chúng Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, phát tâm rộng lớn thường không nhàm chán mệt mỏi. Nhờ vậy Bồ Tát mau chóng chứng đắc vô thượng Bồ Đề, có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Lại nữa, này mãn từ từ, các đại Bồ Tát nên thương xót hữu tình mà thực hành bố thí, nên trụ tâm từ ban vui cho chúng sanh, mà thực hành bố thí, nên trụ tâm bi dẹp sạch khổ đau cho hữu tình, mà thực hành bố thí, nên trụ tâm hỷ, mừng vui các hữu tình xa địa khổ đau được an vui mà thực hành bố thí, nên trụ tâm xả bình đẳng làm lợi ích cho hữu tình mà thực hành bố thí. Bố thí như vậy rồi nên phát tâm, phước đức và việc lành ta đã tạo được, ta sẽ bố thí cho loài hữu tình trong mười phương giúp họ vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử những người chưa phát tâm vô thượng bồ đề thì ta làm cho họ sớm phát tâm những người đã phát tâm vô thượng bồ đề thì khiến họ vĩnh viễn không thối lui đã không thối lui quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí các bồ tát này từng giờ từng giờ xả bỏ phước đức và căn lành cho các hữu tình các bồ tát này từng lúc từng lúc căn lành được tăng trưởng các bồ tát này từng giờ từng giờ lấy việc tu tập điều lành cùng hồi hướng cho các hữu tình đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nguyện cùng nhau chứng được trí nhất thiết trí các Bồ Tát này từng lúc từng lúc căn lành tăng trưởng hơn trước. Lại nữa, này mãn từ từ, thí như vàng dòng, từng giờ từng giờ được tôi luyện, được đốt gò, từng lúc từng lúc màu sắc sáng bóng càng tăng lên, từng giờ từng giờ màu sắc sáng bóng càng tăng thêm hơn trước, từng lúc từng lúc dần dần mềm dẻo có thể làm vật dụng. Như vậy, Bồ Tát từng giờ từng giờ đem điều lành đã tạo cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đằng Bồ Đà, nguyện đồng chứng đắc trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc căn lành tăng trưởng từng giờ từng giờ căn lành càng tăng trưởng hơn thì từng lúc từng lúc càng gần bũi trí nhất thiết trí này mãn từ từ như có người con gái chùi gương soi mặt từng giờ từng giờ gia công lau chùi gương từng lúc từng lúc gương càng trong sáng từng giờ từng giờ gương càng sáng lần từng lúc từng lúc mặt gương không còn bụi mọi cảnh tượng đều hiện rõ trong gương như vậy, Bồ Tát từng giờ từng giờ quyết trí đem phước đức và việc lành tạo được hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Từng lúc từng lúc, Bồ Tát luôn bố thí khắp tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, khiến họ vĩnh viễn thoát đường ác sanh tử. Người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đà thì làm cho họ phát tâm, người đã phát tâm vô thượng Bồ Đà thì làm cho họ không còn thối lui. Người nào không còn thối nuôi quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí các bồ tát này từng giờ từng giờ xả bỏ căn lành của mình bố thí cho các loài hữu tình từng lúc từng lúc căn lành càng tăng thêm từng giờ từng giờ căn lành càng tăng thêm từng lúc từng lúc càng gần gũi trí nhất thiết trí như vậy bồ tát tu tập phương tiện thiện, thiện xảo hồi hướng mong cầu trí nhất thiết trí khiến các công đức dần dần tăng trưởng mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai này mãn từ từ tại sao có bồ bồ tát thực hành bố thí nhiều nhưng nhận phước đức rất ít. tại sao có bồ tát ít thực hành bố thí lại nhận được nhiều phước đức? tại sao có bồ tát ít thực hành bố thí và nhận được ít phước đức? tại sao có bồ tát bố thí nhiều và nhận được phước đức nhiều? Nếu những Bồ Tát nào tuy trải qua hàng hà sao số đại tiếp thường xả bỏ vô lượng vô số của cải quý báu, rồi bố thí cho các loài hữu tình trong thế giới mười phương, nhưng không hội hướng quả vị vô thượng, bồ đà, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó thực hành bố thí nhiều nhưng được phước ít. Nếu những Bồ Tát nào dù trải qua thời gian ngắn ngồi bố thí cho hữu tình ít của cải, nhưng hay hồi hướng vô thượng bồ đà, nguyện cùng với hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó ít thực hành bố thí mà thâu nhận nhiều phước đức. Nếu những Bồ Tát nào trải qua thời gian ngắn ngồi bố thí chút ít của cải, cho những hữu tình nhưng không hồi hướng vô thượng bồ đà, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó thực hành bố thí ít và nhận phước cũng ít những bồ tát nào trải qua hàng hà xa số đại tiếp thường xả bỏ vô lượng vô số tài sản quý báu và bố thí cho các hữu tình khắp mười phương lại có thể hồi hướng vô thượng bồ đề nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí thì bồ tát đó thực hành bố thí nhiều và được phước nhiều vì thế chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải đem căn lành cho hữu tình cùng hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát nào muốn có năng lực nhiếp thọ vô số nhóm phước làm lợi ích cho các hữu tình mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí thì phải thường không xa lìa trí nhất thiết trí và tương ưng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa đại bồ tát nào thường không xa lìa trí nhất thiết trí và tương ưng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa thì đại bồ tát này liền có năng lực nhiếp thọ vô lượng nhóm phước mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm nhiều lợi ích cho các hữu tình vì sao này mãn từ từ nếu các bồ tát thường không sang lìa trí nhất thiết trí và tương ứng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa